hai em này là đồng nguyên khối. Đó. Và các em sau cùng đây là gỗ đàn hương. Và đặc biệt hơn thì đây là phiên bản lưu hành nội bộ không xuất khẩu nhá. Đảm bảo không một ai có luôn mà mình mình vẫn xách tay được về. Lên lửa này, một phát ăn liền. Anh em để ý tiếng kêu. Quá nhạy và tiếng kêu quá hay. Gỗ đàn hương này gỗ rất là mịn mịn và thơm đảm bảo không một ai có luôn không một shop nào bán không một ai bán mà không một ai có kể cả bất kể các tay chơi sưu tầm em này là từ 2006 cơ lấy đâu ra ai có không một ai có luôn cách châm xăng em này nhá như là quay vô lăng đó châm xăng vô cái lõi này như là quay vô lăng luôn lên lửa thử anh em xem ngọn lửa quá êm hàng của nhật đảm bảo độc nhất vô nhị luôn không một ai có chưa một tay chơi siêu tầm nào có được luôn đây này, em thứ hai ở giữa này bản giới hạn một nghìn chiếc trên toàn thế giới để ý mà thấy nhé mà kể cả anh em nào thích nhận hàng cầm trên tay kiểm tra ai mà sách tay được về thì mình cũng rất là bái phục cối đá thức thụ lên lửa ăn liền cấu tạo cơ khí của em này quá hay đó ba em này anh em nào thích thì 700 ngàn một em 700 ngàn một em còn lấy cả ba bằng 1 triệu 8 Ok cả ba mình để 1 triệu 8 luôn không có ai có và đặc biệt là không có ai có luôn khẳng định một câu Ok xin cảm ơn anh em nhé